Trong video mô phỏng trạm xăng Gas Station Simulator hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn nâng cấp mở rộng trạm xăng cũng như là mình thuê thêm nhân viên và mình mở thêm những cái trụ bơm xăng mới nha các bạn. Số tiền mình đang có đây là 4.000 đô, một cái con số có thể gọi là khá là lớn ha. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ cùng với các bạn nâng cấp cái trạm xăng của mình lên một cái mức cao hơn nữa. Tại vì mình đang thấy là thiếu khá là nhiều đồ, cũng như là mình đang cần phải có thêm nhân viên, nhưng mà muốn có nhân viên thì các bạn cần phải có nâng cấp lên. Đây, nhân viên của mình thì mình muốn mua một căn nhà nữa, các bạn cần phải có nâng cấp lên, và nâng cấp mình sẽ lên trạm xăng level 5. Wow, 500 đô. Ê, quên, chưa làm xong mấy cái này các bạn. Mình còn 4 chiếc tàu nữa, cũng như là sửa một chiếc xe và rửa một chiếc xe. Rồi, cảm ơn anh trai nhiều. Để mình đặt xăng là tại vì xăng vô này mình thấy giá nó càng ngày càng lên luôn á các bạn, chứ nó không có xuống nữa rồi. Và giá xăng hôm nay đang là 2 đô 4, đang đi ngang giá đáy. Bây giờ bắt khó lắm luôn, kiểu như mấy ngày đầu các bạn thì có giá đáy, nhưng mà sau này mình thấy ăn nên làm ra rồi, cho nên là nó toàn là giá này không à. Thôi đặt phát 500 lít luôn đi hả? Trời ơi, mình giàu mà nói gì còn cái nịp sao chơi được. Rồi bơm xăng cho xe. Đây, chỗ đỗ xe của mình đây. Và các bạn biết hôm bữa mình thắc mắc là ở cái bản game ở sa mạc á, thì mình có cái chỗ con cá sấu đúng không? Thì cái chỗ đỗ xe này ở cái đảo này nó sẽ ở đâu? Để mình dắt các bạn đi, để mình rửa một vòng rồi đã. Các bạn có thể đổi cái xịt là xịt ngang hoặc là xịt dọc nè các bạn. Đây, nó ở đây nè các bạn. Nó là một cái hồ, trông giống như là hồ bơi. Và cái nước nó sẽ thả thẳng xuống đây để mình đi chọi rác xuống cái nè. Để một xíu mình cho các bạn xem. Con cái là ở đây các bạn chọi rác, các bạn sẽ không có còn phải chọi vô con cá sấu nữa. Vô mà các bạn sẽ chọi vô thùng rác nha, tại vì ở đây là một cái nơi có ông thần núi lửa bảo vệ, cho nên nếu mà các bạn làm những cái việc mà nó hơi này kia quá thì ổng sẽ phun trào quá. Nhân viên của mình đang có 2 người nghỉ. Ở vô luôn chị ơi, để em xịt cho. Mình thấy xịt dọc á các bạn, nó mau sạch xe hơn là so với ok. Xịt ngang nó không có sạch bằng xịt dọc. Xịt dọc nó lẹ hơn nhiều. Trên nóc xe. Rồi xong rồi chị ơi, đi chị ơi. Cảm ơn chị nhiều. Cái nghề này nó rất là giàu luôn các bạn, kiểu mình chỉ đứng mình xịt nước thôi là mình có tiền á, mà cũng không phải trả tiền nước hay gì hết trơn á. Wow, con xe xước 2 cái cửa. Bành 2 cái bánh trước. Rồi để em lấy mấy cái tiếp kem này em trị nám cho anh nha, trị xước cho anh. Đó, ai bị sẹo, ai bị này kia cứ ghé qua đây mình xịt một tiếp kem thôi là bao sạch như mới, bao mới như mới. 4.000 mấy, mình không biết mình nâng cấp mình hết tiền luôn không, mình đang sợ hết tiền. Nhìn vậy thôi chứ các bạn nâng cấp lần 500 là nó rút tiền hơi bị nhanh luôn á. Đồ thì mình cũng đã mua thủ ở kho rồi, và cái kho này mình cũng nâng lên ở level 4 rồi các bạn. Này bây giờ mình sẽ nhảy lên trên con tàu chở xăng để xem coi nó có đưa mình đi hay không. Đặt 500 lít như bơm hơi lâu á. Đặt 500 lít bơm hơi lâu á. Nè ra mũi tàu đứng luôn nè. A little later. Ồ các bạn, nó thực sự chở mình đi nè. Các bạn ơi, nó chở mình đi thiệt nè. Tạm biệt, tôi đi đây. Rồi nó chở mình đi tới đâu ta? Chứ mình thấy càng ngày càng các bạn, lần đầu tiên mình được ở gần một cái NPC mà nó lướt sóng tới như này luôn á. Xa quá rồi. Ok. Em thấy mình đi nhanh không? Đi cực kỳ nhanh luôn á. Ok, vậy là cái giả thuyết mà các bạn kêu mình là đứng lên trên cái con tàu chở xăng, giao hàng thì được rồi các bạn. Có cái chở hàng mình chưa có thử, mà chở hàng cảm giác nó như con xuồng nhỏ xíu á, nên là hơi thấy chưa có được. Rồi ok, ông này đi sửa xe, lâu lâu thì đi đổ xăng xe. Mình sẽ lo cái việc đổ xăng cho tàu, với lại đi rửa xe, tại vì rửa xe nó khá là giàu. Nè các bạn, đây. Cái chỗ mà cái nước rửa xe nó sẽ thải ra như thế này thì mình cái thấy cái thải nó kỳ kỳ không? Mình còn chưa biết là cái chỗ nhà vệ sinh của mình nó thải ở đâu nữa nè các bạn. Nhưng mà riêng cái chỗ rửa xe, cái khu vực mà để bơm nước rửa xe thì nhìn nó thải hơi kinh. Thì nó ghê cái gì á. Nhưng mà ổng không cộng rồi.
Thì đó, có khi là nước đó là nước gọi là gì ta, nước organic nè, nước có thân thiện với lại bầy cá, cho nên là ông không có đếm xỉa tới. 5.000 đô, trời ơi, xong nhiệm vụ luôn các bạn. 5.039,65 đô, một con số quá đẹp, nâng cấp thôi. Đó, bây giờ mình có thêm một cái chỗ để gắn trụ bơm xăng rồi nè. Là mình muốn phải có nhân viên đứng ở đó. Cái nhạc dạo này nó hơi bị khịu nha các bạn. Kiểu nó đờn tới hôm cuối rồi, xong rồi nó đờn thêm cái, nghe tức thiệt. Có nhân viên thì mình sẽ đi mua nhà. Rồi xong. Và mình sẽ thuê thêm Hiroki hoặc là Mati. Ê, ở khu vực này mà thuê ông này anh thấy nó có vẻ ok hơn em. Kiểu thương hiệu được các thứ á. Nhìn ngầu hơn, nhìn thấy dữ dữ rồi các bạn. Chứ còn thuê thằng kia nhìn mặt ngáo ngơ quá, nhìn mất công. Workshop level 2 là mình sẽ có thay nhớt. Và mình có cái lặn nè các bạn. Thêm một cái chỗ lặn thì mình sẽ lên luôn hết cái level 4 này đi ha. Đó, có cái kệ nhớt rồi nè. Rồi, và cuối cùng là cái này nó phí quá không ta. Ở trạm xăng level 5 các bạn sẽ có nhà kho level 5, tăng cái khả năng để chứa đồ như là chứa xăng. Rồi workshop level 3 là thay bình ắc quy. Rửa xe level 2 nó sẽ bơm nhanh hơn, xịt mạnh hơn toilet level 3. Thêm một cái toilet nữa. Và lướt sóng hả? Thêm cái toilet. Ý, anh thấy cái gì đó rồi. Anh thấy có một cái toilet xịn rồi, có thể ok rồi đó. Hợp hợp với anh rồi đó. Sao nó lại như thế? Thì bỏ tiền ra thôi em. Workshop level 3 mình còn 3.500, lên level 3 luôn đi. Thay nhớt, thay ác quy nó cũng thú vị. Rồi được rồi, tạm thời dừng ở đó đi các bạn. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ. Thì lên level các bạn sẽ có bình nhớt hôm nay là tầm 7 đô. Bình thường giá đáy là 5 đô. Mua 2-3 bình để sẵn thôi. Rồi, để đó đi. Ác quy mắc vậy? Ác quy 72 đô, giá đáy 60 đô. Oh, bye bye. Không mua. Ê, hôm nay kính có vẻ rẻ nè. Cái chai chống xước cũng rẻ luôn nè. Rồi. Khoan. Kho mình nó bị quá rồi các bạn. Kho mình đang bị full. Đúng rồi, bị full. Mua đỡ này trước đi. Để mình đi nhập hàng cái đã. Đây. Mình đang có hàng quá trời luôn nè. Ủa rồi cái chỗ của mình nó có rộng ra hơn. Rộng. Có. Rộng ra thêm miếng nữa. Khó chịu được chứ. À đây, mình giới thiệu với các bạn, đây là cái kệ nón. Mình mua sẵn rồi mà mình chưa có mua nón để mình bỏ vô. Để đợt sau đi, nó giao hàng tới rồi mình đi mua nón. Đây là bánh trái. Bỏ vô hết để một hồi trống cái kho đi đặt đồ tiếp. Dạo này kinh doanh lên rồi cho nên là giá mình nghĩ nó sẽ khó xuống các bạn. Hoặc là hên lắm hôm nào đó nó mới giảm thôi. Như cái xăng giờ là nó đu đỉnh luôn rồi. Ok, nước. Vậy nước này chuẩn bị dời nữa. Tạm thời cứ để vậy đi. Khi nào rảnh rồi mình dời. Kem. Rồi. Trời, âm thần núi lửa nay xuống còn có 2 à. Tôi nâng cấp quá trời nâng cấp luôn mà. Ê, khoan, có nhân viên rồi, mình phải cho nhân viên đi làm. Hai nhân viên làm ca ngày và hai nhân viên làm ca đêm. A few inches later. Mình cho bà Nina này tính tiền và cho cái ông này đổ xăng xe với lại đổ xăng tàu đó các bạn. Tại vì mình đang muốn thử cái công việc sửa xe. Và hai người trên cùng này sẽ là hai người ca tối, còn này là ca ngày. Giờ mình đi qua đây mình lấy đồ qua đây xong mình qua kia mình sửa xe thử. Có đồ sửa xe rồi các bạn. Thiếu gì không ta? Sợ nó vô mấy cái mục mà nó không có. Quay. Đi được các bạn, đi được. Mà cảm giác nó muốn chìm nhá. Không an toàn bằng con kia. Hết đồ lặn rồi. Nó bồng bềnh vậy. Con này nó... Ê, cái góc này chiêu lắm nha. Góc này cực kỳ chiêu luôn. Nhanh nhanh hơn xíu được không ông chú? Chậm quá ông chú ơi. Các nhiều người lấy thọ sông đà. Ông này ra tới đây ổng đi cũng nhanh. Rồi bây giờ để mình đi phiêu đồ cái đã. Phiêu đồ lướt sóng là phiêu đồ lặn cái đã. Hết đồ rồi.
Rồi chị để em xịt một vòng là xe chị nó sạch liền. Mốt mà có tầm 1.000 đô nâng cấp lên nữa xịt nó còn lẹ hơn nữa các bạn. Rồi cảm ơn chị nhiều, bye bye. Vô số xe nè, có xe vô nè. Xe này bị gì đây? Ê, có thay bình ắc quy luôn. Nghe đồn là mình không có bình ắc quy. Nghe đồn là mình không có bình ắc quy các bạn, mình chỉ có nhớt thôi. Thay bánh xe thì còn ok, chắc một hồi thay xong rồi đợi đặt bình ắc quy. Bình ắc quy, bình ắc quy, bình ắc quy. Bình ắc quy mắc má ơi luôn. Mua tầm 4 bình thôi. Tại vì các bạn giá đáy của nó có 60 đô à, giá bây giờ 72 đô là đang bị lỗ. Bình ắc quy mua vô là như này nhưng mà bán ra là 110. Vẫn lời á, tức là vẫn lời luôn á. Bánh xe này 31 đô nè. Bánh xe này giá ok ghê á. Mà cái này là các bạn mua từng bánh nha, các bạn phải mua số lượng nhiều nhiều, 60 đi. Rồi, cái chai xóa xước này giá cũng đang tạm ổn. Nãy mình mua không có đủ hết các bạn, tại vì mình bị full kho rồi, mấy cái đống đồ của mình đó. Ok. 3.000. Thấy nó cao quá. 2.200 thôi. Để tiền còn làm chuyện khác nữa. 3.000 mắc quá. Được rồi. Ủa ban đêm là ông kia phải đi làm chứ ta. Ờ, ca đêm ở sửa xe. Còn bà này là tính tiền với lâu lâu làm cái trạm. Rồi ok. Rồi còn ông này với lại bà Nina là làm ca ngày, ca đêm. Hợp lý rồi đó. Nãy mình quên đánh dấu vô. Không biết vô hay không nữa, nhưng mà mình thấy cái kiểu đó nó khó vô luôn á. Bây giờ cái thử thách mới lần này là đổ 50 lần xe với lại tàu thuyền, rồi phục vụ 60 khách, cho thuê 60 lần thuê mấy cái đồ lặn và 60 lần lướt sóng, dùng toilet 8 lần, tắm 8 lần, sửa 20 chiếc xe và rửa 20 chiếc xe để lên được level 6. Tôi thấy là tôi thấy trước mắt là có quá trời việc để làm rồi đó. Rồi cảm ơn anh trai nhiều, lẹ lẹ đi qua kia để đi thay bình ắc quy cho người ta. Giờ em lấy một cái, em thay vô. Nó cho tháo cực kỳ trước kìa. Bây giờ em muốn gắn cọng này trước được không? Được mà đúng không? Không bị ảnh hưởng gì hết trơn. Tháo ra thì để một hồi mình thử á. Nữa mình tháo ngược cái hướng của nó xem như thế nào. Mấy cái đồ này á, để nó hay nhưng mà thật sự nó là rác nha các bạn. Dọn cho rồi đi. Nhưng mà để nhìn nó hay, nhìn kiểu cái chỗ mình nó giống cái garage chuyên nghiệp hơn. Cứu tôi, việc nhiều quá. Dù thế nào đi nữa thì chỗ tôi nó vẫn bị thiếu người làm. Quá trời việc luôn. Rồi sạch. Lượng luôn chú ơi. Cảm ơn chú nhiều. Áp suất hiện tại đang là vẫn còn cao lắm các bạn. Ô này, không có rác luôn nè. Xịn. Có một bịch chút xíu mà. Rồi. Đồ lặn thêm. Bữa mình mua tới 50 mấy 6 mấy cái đồ lặn rồi các bạn. Tại vì nó rẻ, nó có 20 đô, 22 đô thôi. Ngại vẫn mua đúng không? Khi nào mới lên cao rồi mình tính, bây giờ nó quá rẻ. À, bây giờ mình nâng cấp cái kia đi. Mình nâng cấp cái nó nằm ở trong cái mục future order đây. À, đây là chỗ đậu xe, mình sẽ mua thêm một ô đậu xe nữa với mức giá là 500 đô. Lên level 5 mình mở được nhiều thứ lắm các bạn. À, thêm một cái trụ bơm xăng nữa thì sẽ thêm xe, thêm tiền. Rồi. À, cái chỗ này là cái chỗ để dành bơm mấy con cano rồi các thứ á, 500 đô. Thêm luôn. Rồi và hết rồi. Trời ơi. Tốn hết 1.500. Còn 1.300. À, bây giờ mình có hai chỗ bơm xăng do ông chú này đảm nhiệm. Cuối cùng cũng có một chiếc xe thay nhớt rồi các bạn. Và qua ngày hôm sau luôn rồi. Nay là ngày 18 rồi, giờ này 6 giờ sáng rồi. Mà theo như mình đoán hình như là chăm nhớt vô á, chứ mình không thấy có chỗ nào gọi là xả nhớt ra hết, cho nên là khả năng cao là mình chăm nhớt vô thêm. Kiểu xe đi bị hao nhớt quá các bạn. Đây.
mà trước mắt là để mình thay cái bánh cái đã. Tôi nghĩ nếu mà có xả nhớt là mình phải có thêm một cái dụng cụ xả nhớt, là mình đúng nâng rồi, cái phải xe lên có rồi. máy hút nhớt, thường thường là nước ngoài người ta dùng máy hút nhớt không mà chứ không có dùng thao hứng. À, bình nhớt của mình ở đây rồi, bây giờ mình cầm mình đổ vô. Wow, đúng rồi, chầm ơi, vừa đẹp nè, vừa đẹp nè, vừa đẹp nè. Trời ơi. Xong rồi đó, xe này còn xước cửa Anh đâu có nắp nhớt vô nè. Rồi anh thấy nó tự đóng rồi. Ồ vậy là các bạn châm thêm nhớt thôi và nó sẽ có một cái mức xanh. Ê, lần đầu mình châm nhớt luôn á, nhớ không nhầm là lần đầu mình châm nhớt luôn á. Trong cái đó ông chơi với em là bao lâu rồi? Không biết nữa, tại hồi xưa tôi nhớ khúc sau này tôi cho nhân viên tôi làm không. Đây, đây là bình nhớt nè các bạn. Ồ, vậy tính ra thì nó cũng không có gì đặc sắc cho lắm. Thôi, cho nhân viên làm. Anh trai bị chột mắt rồi, đi sửa xe giùm luôn nha. Lâu lâu đổ xăng Ok. với lại sửa xe giùm luôn. Đây, cho anh đi rồi ok. À, đêm cả ngày rồi bây giờ mình đi coi giá xăng. Các bạn ơi, hôm nay giá cắm đầu luôn. Mình order 465 lít. Nhưng mà để cho mấy người này bơm xíu đi. Nhân viên làm rồi hả? Để với mình đi bơm mấy con tàu. Bơm cho nó giảm giảm xuống, mình đặt càng nhiều càng tốt các bạn. Giá đang là giá đáy. Thơm quá trời. Gọi một chiếc. Cái chỗ bên này á là của mình nhớ nó ghi là mấy con cano thôi mà. Được rồi 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 rồi, mấy con báo tới, mấy con báo tới. Tới tính ra cái con thuyền đó mà cho mình đổ xăng là mới đỉnh, kiểu mình đổ phát cả 100 lít á nó mới đã, 5 năm. tiền không luôn á. Ok, order được rồi, thêm nữa là 508 lít, 965 đô các bạn. Rồi chuẩn bị tiếp tiền nha chị Nina. Đồ hết, hết đồ rồi, hết đồ rồi. Đi mua nón. Đúng rồi ha, quên. À, nó nằm ở cái phần nón. Nón có cái nào xanh không? Mua cái xanh trước đi. Vài phim Này là mua rồi. Em biết số thì lượng có mấy một cái hả? Ồ, nó là số lượng từng cái luôn á các bạn. Em biết tại sao mấy cái nó có màu xanh rồi. Sao? Thì nó xấu quá, không ai mua không? Anh thấy nó đang mắc lắm luôn á. Còn có mắt kính nữa hả? Ờ rồi chocolate, cái kính nó xấu má ơi luôn. À, có gấu bông luôn rồi á hả? Ồ, mình cần phải cơ cấu lại cái chỗ của mình các bạn. Many tic tacs later. Không ngờ là mình lên có chút xíu vậy thôi mà bây giờ nó mở cho mình quá trời đồ mới luôn, rồi không rồi kịp. tới Ê, cái này rồi xong, lướt sóng cũng xong, nó cũng bị trượt chân té nữa, bởi vậy cũng bắp mà mày đặt cứ ta đây không. Ủa, em nghĩ lúc 75% em đi trước. em tỷ lệ ngụm có 5% thôi á, nó còn thấp hơn cả bên lặn biển luôn á mà nó còn ngụm được á, xui tới vậy là cùng năm phần Ủa, nhưng trăm mà em em lướt, nếu mà té xuống có bơi vô được chứ, phải biết bơi, phải chịu biết lướt sống anh ơi. Đây là... quên, con này 500 lít luôn các bạn, con này 500 lít, con này đợi biết khi nào mới mới có. Thôi đi chỗ khác làm đi, mình reset nhân vật cho nó lẹ. Đó mấy hiền quỷ báo giờ nó mới vô rồi. Đi đưa xe ra, đi đưa xe nè, chạy bộ lâu lắm. Nó được 500 đô rồi kìa, 50% nó mà cũng ngủm nữa, không biết bơi mà đặt đi nước sống. Tao thích vậy hả? Rồi, xịt bên trong thùng luôn không anh? Đó, sạch sẽ liền. Cảm ơn anh đã ủng hộ dịch vụ. Sửa xe là có ông chú kia lo đúng không? Mình có cho ông đi sửa xe. Chắc mốt tôi dành luôn công việc đổ xăng cho ông đi sửa xe quá. Nè, thêm kem nè. Em báo là mua báo giải độc mấy anh trai ơi. Em báo giải đố đi, giải đố đi cho nó vui, cho nó hack não đồ chơi. Bánh bánh đây. Này nha, mấy bay nhảy nhảy không vô cấp đồ nha mày. Mấy khủng long tan ngắn ngắn hay vô tháo tháo đồ đi à. Rồi. Giờ này sang xong rồi đó, giờ mình ra mình lấy đồ. Tôi cần thêm nhân viên đứng ở đây, cái chỗ này nè các bạn. Tại vì nó là cái chỗ đi xa nhất. Mỗi lần đi đổ xăng mấy con tàu thuyền á, xa ơi là xa luôn. Rồi, cảm ơn nhiều.
Đợi 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 nón về nón về nón về nón về. Ủa Hiroki đâu vậy? À ông phiêu liên là ông phiêu luôn cái kia. Ủa. Ê có cá mập. Rồi. Ok. Đây đây nón nè nón này không lông. Mua đi mày. Nón nè. Đi lo con cá mập cái đã. Thì kệ nó đi, nó nào cũng được. Đại đi, màu màu chơi đại đi. À, à, xa quá lại gần xíu mày. Xa quá. Tụi em, đó thấy không? Đó. Con nó như con Megalodon vậy chứ không phải là con cá mập thường nữa các bạn. Những mấy con kia đang tan tiệc ở đi về hết rồi. Con cá mập trắng cũng trông bự dữ kìa. Ờ. Cá mập thì tiện sử nó mới bự vậy. Rồi đi đi anh. Tôi thấy tôi chạy nãy giờ tôi cũng hơi mệt đó nha. Rồi hết đồ lướt sóng rồi để xíu qua liền. Nãy mình có mua à kính nữa. Đây còn nguyên đám nè. Chưa. Rồi mua nón đi mấy anh trai. Mua nón về đội. Đúng rồi. Đó đúng rồi, phải vậy. Này để em thêm nón nha. Thông cảm đi, tại em mới nhập được mấy cái nón này. Để mốt em nhập mấy cái nón xịn xịn cho. Thông cảm nha. Mình mua thêm gì ta? Thuốc lá. À để một hồi mình mua thêm một cái kệ thuốc lá nữa các bạn. Mình nghĩ là mình có thể để đây với đây được á. Tại cái chỗ này mấy mốt mình cũng không có để kệ. Mua thêm nè. Thuốc lá, hai cái kệ nhỏ. Rồi, kính. Ủa, mình đang có hai cái luôn nè. Mua nào nữa ta? Mua rồi. Đồ chơi. À, này là chỗ bán đồ ăn nhanh các bạn. Mua mà không để ý luôn á. Rồi để tôi làm hai cái tủ. Ngon. Rồi vô. Đúng rồi. Đó, vậy đó, bao lựa. Để mình phải sắp xếp lại các bạn. Sắp xếp lại cái vị trí của cái chỗ mình. Tại vì đồ của mình bây giờ nó đang nhiều quá. Mà mỗi một lần mà mình nâng cấp nó cứ bị phình ra. Xong rồi mình khó sắp xếp. The next day. Rồi, và đây là thiết kế của mình. Sau khi mình ngồi mình suy nghĩ để mình lắp đặt những cái vị trí cái kệ tủ các bạn. Thì đây là ba cái kệ để bán nước. Mình để sát ở góc tường nè các bạn. Chỗ này mình có thể để được một cái kệ bán kính hoặc là bán nón ha. Và ở đây mình có 4 cái kệ bán bánh, 4 cái kệ để bán rượu. Và các bạn thấy nó sắp xếp không? Rất là ổn luôn, đi lại các thứ không bị kẹt như xưa nữa. Tại vì cái chỗ này nó rộng hơn chỗ hồi xưa rất là nhiều. Và bây giờ mình đang có một cái chỗ đây nó hơi là nó hơi trống một xíu các bạn. Mình tính để thêm hai vàng nhưng mà nó vướng cái thùng rác này. Mình thấy đặt như này nó ok nè. Chứ nếu mà đặt ngang như lúc đầu cảm giác vô nó hơi bị tù túng á. Cho nên là mình thấy cái kiểu thiết kế này nó khá là ổn. Và những cái chỗ này mình có thể tận dụng để mình để tủ thuốc lá nha. Một cái tủ thuốc lá ở đây thì cũng ok. Nhưng mà dời xuống kia cũng được. Có một cái là giờ mình cần phải có cái chỗ để đồ chơi chăm sóc xe. Rồi những cái chỗ để mấy cái đồ chơi các thứ cho con nít đó các bạn. Mà mình chưa biết để ở đâu. Kệ thì mình có mua rồi nè, mình đang suy nghĩ nè. Đặt sát ở đây thì không được, tại vì nó sẽ vướng. Nhưng mà đặt ở đây thì nó lại kỳ quá, cảm giác nó bị tù túng quá. Đồ chơi hả? Kệ báo thì mình để đây, tại vì mới vô mình thấy kệ báo nó khá là ok. Không lẽ giờ mình đặt vàng ở đây ta? Đồ chơi ở đây. Đặt ngang giống như kia đi. Ừ, hợp lý á. Nếu vậy thì mình bỏ cái kệ này, mình sẽ mua thêm một cái kệ nữa. Đó chính là mình có hai cái kệ để mình bán đồ xe. Mình chơi toàn kệ bự không nha các bạn, cất luôn. Bây giờ mình sẽ để giống như dưới kia. Không biết nó có vướng không, mong là nó không vướng. Và mong là nó sẽ không có bị tù túng quá. Đây đúng không? Giờ mình xây một cái kệ như thế này. Mong là khách mình vô nó đi qua được cái chỗ tủ kem với lại chỗ kia nha. Được mà hả? Mà mình nghĩ bán đồ chơi có vẻ ok hơn. Kiểu mới vô nhìn đồ chơi có vẻ nó bắt mắt hơn là so với lại cái kệ đồ chơi này nó nhỏ nè các bạn. Được.
vô thấy nó cũng nhớ đó. Ừ, hợp lý nè, để mua thêm chứ. Nó là cái đồ chơi, một cái này với lại một cái kệ này rồi, ok. Còn mấy cái kệ bánh này mình đang chưa biết đặt như thế nào, mong là khách mình qua không kẹt nha. Vậy tôi lấy tôi thấy có mấy người đi hơi bị dính dính rồi đó. À, ở đây nó bị vướng cái kệ nón. Ồ, nhích qua đây thì được. Xích qua đây nó bị cái kệ nón các bạn. Vậy thì mình dời nó tầm này đi. Nói các bạn, lý do mà mình không có quay mấy cái lúc mà mình ngồi mình sửa là tại vì nó hơi cực một xíu. Mình phải ngồi mình canh nó cho nó chuẩn á, giống hàng với nhau nó mới vừa mắt của mình. Chứ nhìn vô Bị mà kiểu OCD bạch đàn. ê, không có nha, không có nha. Nói làm sao chứ vậy là không có. Rồi, giờ tới hai cái kệ đồ chơi bự. Mong là kệ bự nó vẫn có thể dướng gì ta. Ê, nó lệch xíu em ơi. Nè, nó bị lệch cái chỗ à, người đợi tính tiền. Mấy cái người đợi tính tiền. Vậy thì cái kệ nó chỉ có tới đây thôi. Nhìn màu hồng nhìn nó nhìn nó kỳ kỳ á ta. Rồi ở đây. Đây mình cũng đặt giống như này. Vướng gì ta? Cái kệ kia. Đây thì vướng người, xích qua đây xíu thì nó không vướng. Anh ơi, em mới đặt kệ anh vô anh hay vậy quá à. Đừng nói sao tôi quýnh khách à. Rồi. Không lấy gì mình bỏ cái tủ kem ra cho nó đều hai bên này ta. Nhìn nó cứ lệch lệch. Rồi, và tủ để bán cái tủ này nó bự lắm nha. Cái bề ngang nó bự hơn bên kia. Các bạn, nó bự hơn nhiều. Khá bự á. Để như này là không vướng khách rồi nè. Hơi bự. Thôi nói chung là cứ sắp xếp vậy đi, rồi sau này mình có thay đổi rồi mình thay đổi tiếp các bạn. Tại vì cái chỗ này bây giờ mình không biết là mình nâng cấp thì nó sẽ bự ra ở cái phần nào nữa rồi, cho nên là mình cũng lú theo rồi. Đó, mấy cái góc này mình để gì ta? Bị dư quá. Còn nếu mà các bạn đặt hết bên trong này cũng được. Cũng được. Mất 10 phút đồng hồ để mình ngồi mình suy nghĩ, mình đặt đồ các thứ và đây là quyết định cuối của mình. Thì mình có ba cái kệ kính ở đây nha. À, bây giờ mình để kính là mình bán. Tại vì kính mình thấy nó cũng ok, nói chung là ba kệ là ok rồi. Và cuối cùng đó chính là cái kệ bán đồ ăn. Mấy đồ thuốc lá này chắc ơi bán có tiền, bán hết luôn. Tủ đồ ăn mình nghĩ mình sẽ để ở đây. Tại vì nhìn nó cũng hay ho mà khách mình lựa lựa xong rồi đi ra biển thì cũng ok á. À, tạm thời để đó đi. Và bây giờ mình đi đặt đồ, mình đang có quá trời luôn. Hết xăng 15 lít rồi. 2,25 hả? Thôi mua đại 500 lít đi. Rồi bây giờ mình đi mua đồ tại vì đồ mình thiếu quá trời luôn. Kệ tủ cái thứ thì mình thấy nó ổn rồi đó. Giờ đi phiêu đồ nè, đi đặt đồ nè. Đợt này mình đặt là mình đặt hơi nhiều nha, chắc phải nâng kho quá. Chứ mấy cái các bạn thấy mấy cái kệ quá trời kệ luôn rồi, bây giờ đồ không có nhiều hết trơn á. Hết đồ rồi. Báo cũng gần hết luôn rồi nè, báo là cái thứ bán ế mà nay nó cũng gần hết luôn rồi. Kem. Trời ơi, để phát vô sạch kem luôn kìa. Đây chị, kem chị lấy đi chị. Rượu thì hết rồi. Bánh cũng hết luôn rồi. À, nước bỏ vô để mình lấy được cái chỗ trống mình đi phiêu đồ. Rồi, ok đúng không? Đồ chăm sóc xe hết luôn, không còn một cái gì luôn. Rồi bây giờ tiến Giờ hành không quá có trình đặt gì. đồ. Shopping, đồ uống. Chắc đặt đại hết luôn đi chứ bây giờ mình đang bị thiếu á. Lên hai mọi thứ đi. Rồi đồ uống xong. Ủa, mới có 300 mấy đô rẻ ta. Bánh. Giờ là mình cần phải fill cho nó đủ chứ không cần phải tăng giá giảm giá gì hết trơn á. Ơi ơi ơi, bị lố rồi, lố kho rồi. Tạm thời là mình đặt ba cái loại bánh đầu hả ta? Ba loại bánh đầu đi. Đó, đặt vậy cho dễ nhớ các bạn. Ok, vừa đủ. Đợi hàng về. Và mình sẽ đi nâng cấp cái kho, tại vì cái kho mình bây giờ nó hết chỗ rồi. Nhà kho đây, 1.000 đô. Rồi, cảm ơn. Rồi.
Chỗ gì không ta? Này là chỗ lặn. Ok hết rồi. Để mốt lên level 6 thì nâng cấp tiếp. Rồi đi mua thêm. À, đang có một đợt dao. Rồi, các bạn thấy bên trái của mình quá trời luôn không? Rửa xe, đổ xăng, hết đồ lặn, có hàng gara, rồi hết xăng. Rồi có khách ở đổ xăng, rồi giao hàng, trời tụm lum hết trơn á. Lú. Để xíu em tới liền, tới liền. Rồi đi, cút một chiếc. Dạ. Rồi chiếc này cút luôn. Giảm bớt từ từ các bạn. Hàng giao gần tới rồi, xuống lấy hàng luôn đi. Còn kia 500 lít không biết. Đợi không? Thôi đợi đó. Trong thời gian đó tôi sẽ đi rửa xe và tôi sẽ đi phiêu đồ. Ủa nó lửa lên 45 rồi hả? Nãy giờ mình bỏ bê cái trạm xăng của mình không có đụng tới cái gì hết trơn. Mình chỉ ngồi mình suy nghĩ làm sao mình đặt mấy cái kệ tủ cho nó hợp lý, logic thôi. Và khách mình đi được nó không bị vướng thôi. Không quan tâm không làm gì hết trơn á. Xe mua trần á, lần sau mình đóng cái mui lại nhanh. Rồi, đồ lặn. Rồi, đi lặn đi. Bây giờ mình đi qua bên kia, mình bỏ thêm cái đồ lướt sóng nữa rồi mình lấy hàng nữa là ok. Hang dê. Ui chùi, đỉnh nha ta. Nhảy từ kia qua đây mà không bị rớt luôn các bạn. Nhiều quá. Rồi, cảm ơn anh trai. Nè, bây giờ mình phiêu cái mà đặt tiếp nè các bạn. Chắc mốt tôi phải cho nhân viên tôi nó đi qua kia nó đổ xăng luôn chứ tôi không có thời gian. Nãy mình đặt gì ta? Mình đặt chủ yếu là nước với lại bánh. Hết luôn một lần. Ê, quên mất nước mình bị dư. Nước mình mấy cái tủ này là bị dư rồi. Thêm một lần bánh nữa. Rồi bắt đầu hai lần rượu rồi đặt mấy cái đồ linh tinh. Bánh là vàng dưới này. 2x2 lên hả ta? Cái bánh này cũng mua nhiều ghê á. Stock còn nè. Ok. Rồi tới rượu. Rượu mình sẽ mua mấy cái chai nào mà nó đang giảm, có nghĩa là người ta mua nhiều. Thôi mua hết đại luôn đi. Thôi bao nhiêu rồi? 832 không, mình trước được 1200. Thuốc lá hết nè. Này, cái này đang giảm. Giảm mày mua, tại mình chuẩn bị mua thêm kệ thuốc lá rồi các bạn. Tại vì bây giờ mình trên cái tường của mình có rất là nhiều kem. Bao nhiêu rồi? 1000. Đồ lặn hôm nay 25 đô. Đồ lặn mình còn tới 38 nữa các bạn. Mình chỉ có cái là bị thiếu kia thôi. À đây, đồ chăm sóc xe nè. Hai cái chai lau kính đúng không? Rồi ok, chốt. Thêm một đơn nữa là mình đặt nón, mình đặt kính, mình đặt đồ chơi. Đồ chơi hôm nay giá đang ok nè. Bánh nữa các bạn. Và đồ chơi phiên bản bự hơn, đồ chơi gỗ, đồ các thứ xe tăng nữa nè. R35, nhưng mà không phải là Nissan mà là xe tăng. Rồi tới luôn anh trai ơi, tới luôn. Lẹ, gấp. Mình cảm giác như mình đang thi vượt lên chính mình vậy các bạn. Rồi, ôi còn nhiều vậy hả? Ok xong. Vậy đi vô phiêu trong kho tiếp, rồi mới đặt thêm được. Nhiều quá, kho chứa không nổi. Sau này các bạn đưa lên hết kệ rồi thì mình có thể đó, dư qua đây. Rồi ok, một cái. Mấy đồ này nãy mình chưa có đặt, nó mình cũng chưa có đặt. Báo mình cũng chưa có đặt. Rượu. Hế? Hết rượu luôn rồi. Mà không đủ luôn á các bạn. Ghê đấy. Cái rượu vậy chứ nhiều á. Bánh hết rồi. Có nước là mình đang bị dư, nó đang bị tồn kho nè. Nãy quên mất, lỡ đặt nhiều quá cho nên là nó bị dư. Rồi bây giờ đặt đóng đồ chơi. Kem nữa, nãy mới đặt kem. Ok. Rồi ăn kem nha quý vị. Mua tủ thuốc lá. Thuốc lá đây thì không có nhiều nhưng mà để mình đặt thêm 1-2 tủ nữa. Chưa hết cái đống này. Tủ bự. Hai cái. Để coi giờ mình để đâu ta. Ở đây. Cái chỗ này nè các bạn, mình nói thiệt với các bạn là mà các bạn để bao nhiêu cũng được luôn á.
tại vì nó bây giờ nó trống quá, mà cái chỗ này các bạn không thể nào để mấy cái tủ kem được, thì chỉ có duy nhất các bạn để những cái tủ thuốc lá này thôi. Để dỡ đi, nhìn cho nó hợp lý đi, đỡ bị chật. Đó, đây một cái, đây một cái. Rồi, đẹp rồi. Mốt ở đây cái nữa. Tuyệt vời. Hết đồ cho ta. Tôi thấy tôi chóng mặt rồi đó. Nón nè. Nón này đang giảm. Cái nón nó mua là mua từng cái các bạn, chứ không phải là mua theo kiểu là... Nó không có một lần mua một đống á, mua từng cái. Kính thì nó lại một đống nha. Kính mua một lần là một đống luôn. Thành ra mình mua quá trời, mình bị hố. Đồ chơi nè. Ok, thôi mình dọn bớt rồi. Ờ nè, thì đồ chơi nè. Bánh một phát 20 cái luôn á. Ừ, ok. Rồi, đồ chơi này mua xe, mua R35, mua con hươu cao cổ. Nhân năm hết đúng không? Tăng mọi thứ lên. Này mình nghĩ là lên 4 đi. Rồi. Chocolate rồi. 4. Tại mấy cái đồ chơi này mình đang thiếu kính ở đây thôi. Nón mua tầm 20 cái. 21 cũng được. Rồi ok. Rồi. 4.000. Much later. Much later. Ê, nó mới giảm tiền đúng không? Tôi thấy nó mới giảm tiền. Ê, đủ nè. Giảm nón xuống miếng là đủ. 4.034, 4.026. Xíu nữa thôi. Tính tiền được. Đó, 33.60. Cay thiệt chứ. Không, ấy vừa đúng. Ủa, 0.22. Mà nó có số lẻ sao nữa các bạn. Trời. Mệt rồi chứ. Ok, bây giờ mình đợi mình lấy hàng rồi mình chất vô nữa, là coi như hôm nay là một cái ngày phải nói là cực kỳ mệt mỏi. Rồi đi phiêu hàng nè các bạn ơi. Đồ ê, tính ra nhiêu đây mình thấy không đủ luôn á. Mình mới phiêu có chút xíu là nó hết rồi. Có cái kệ đồ chơi này mình nghĩ không luôn. Ờ, cái đống đồ chơi này nó ngốn hơi bị nhiều nha các bạn. Kính này mình có cái kính này. Rồi đồ lúc nãy mình đặt cái gì nữa ta. Mình nhớ mình đặt. À nón. Mấy cái nón. Nón cảnh sát nè. Rồi bỏ bên kệ bên này. Kệ nón mình thấy đang hơi ít. Có thể là mình sẽ thêm kệ nón. Nhưng mà hẹn mà tập sau đi, tại vì tập hôm nay mình thấy đã quá sức với mình rồi. Thực sự luôn á. Rất là nhiều thứ để suy nghĩ luôn. Coi như là hôm nay mình đã cùng với các bạn nâng cấp trạm xăng của mình cho nó to hơn, nó bự hơn. Cũng như là mình đã sắp xếp lại mấy cái kệ nè. Mình làm rất là nhiều việc khác nhau nha các bạn. Trong cái tựa game mô phỏng trạm xăng Gas Station Simulator hôm nay, thì mình sẽ tạm dừng cái video đi luôn. Và nếu các bạn thích cái series game này và muốn xem nhiều video tựa game này, thì nhớ đăng ký mình như like video và share đó giúp mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại sau. Chào các bạn, bye bye.